Sáng ngày 4 tháng 7 năm 2021, Đà Nẵng tổ chức lấy mẫu xét nghiệm cho gần 16.000 thí sinh và cán bộ tham gia các khâu của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021. Công tác lấy mẫu được thực hiện theo thứ tự giãn cách tại 31 điểm thi trên toàn thành phố. Phải thi trong cái mùa dịch như thế này á, thì em nghĩ là tất cả mọi người đều phải đảm bảo cái việc cách ly, mình phải hạn chế tiếp xúc với nhau. Để trải qua một cái, chuẩn bị trải qua một cái kỳ thi như vậy thì em đã bắt đầu học từ những ngày đầu của lớp 12. Em đã sẵn sàng chuẩn bị cho mình những kiến thức để có thể tự tin mà thi tốt nghiệp cho đạt được điểm cao. Thì trong tình hình dịch bệnh như vậy thì em cũng đã thực hiện đúng chỉ thị 5K của chính phủ và ở nhà để học bài và ôn luyện thật tốt cho kỳ thi của mình. Và em cũng có tham khảo những anh chị 2K2 là mình phải bảo vệ bản thân mình trước và bảo vệ cho mọi người xung quanh để có một kỳ thi thật là tốt. Đây là năm thứ hai Đà Nẵng thực hiện xét nghiệm COVID-19, đảm bảo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông được an toàn. Gần 16.000 mẫu xét nghiệm có kết quả trước khi bước vào kỳ thi. Theo Sở Giáo dục và Đào tạo, thí sinh không tham gia xét nghiệm sẽ phải thi ở phòng thi riêng. Cán bộ tham gia các khâu nếu không xét nghiệm sẽ không được tham gia phục vụ thi. Thì em có một người chị khá là thân và chị đó là học sinh trong cái đơn và năm ngoái mà bây giờ đang học đại học kinh tế luật, kinh tế khoa luật. Và chị đó năm ngoái cũng thi và cũng xét nghiệm như tụi em như thế này, nhưng mà chị đã nói là không có vấn đề gì hết, và miễn là mình tuân thủ các quy tắc xã hội và mình chuẩn bị học tập đầy đủ ở nhà thì mình vẫn được kết quả điểm cao. Và như chị đó thì chị đã đậu vào được đại học kinh tế Đà Nẵng khoa luật, và hầu hết những người bạn của chị cũng vậy. Và chị cảm thấy là chị kể với em á, là chị cảm thấy là rất bình thường và hài lòng với kết quả của cuộc thi này. Các anh chị cũng trải qua một cái kỳ thi khó khăn như vậy, nhưng mà điểm của các anh chị nhận lại cũng là thành quả rất là cao chứ không phải là thấp. Cho nên là không phải vì dịch bệnh mà mình bị chùn bước lại, làm sao mình phải cố gắng lên được phía trước. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã cho các địa phương tự quyết định công tác tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Theo đó, tại Đà Nẵng, các thí sinh là F1, F2 và thí sinh trong các khu vực cách ly, phong tỏa sẽ thi riêng trong điều kiện giãn cách, mỗi phòng 12 thí sinh tại điểm thi trường trung học phổ thông Võ Chí Công. Những thí sinh này sẽ được đưa đón bằng xe riêng của ngành y tế, đảm bảo các điều kiện, quy chế và công tác phòng chống dịch COVID-19. Các thí sinh là F0 sẽ tham dự kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông đợt 2 theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.